Trời ơi, cay thật đấy. Vừa ở đây to ơi là to, xong đi vào lấy cái điện thoại ra quay nó đã trốn mất rồi. Ba chăn ơi là ba chăn, không biết cách nào để diệt được cái, để diệt được đây. Trời ơi, đâu rồi? Mất rồi, lên mất thôi này. Nhớt của nó vẫn còn đây này, tinh dầu của nó vẫn còn đây. Biết trong cái này nó có trứng không nữa mà nó lại phi thân nhanh đấy nhở. Nó vừa ở đây mà to một cách dã man luôn. Có ai có cách nào giúp mình diệt bà chăn không? Cứu tôi với, tôi đang bị bà chăn ăn thịt. Tôi sắp phát rồ lên bà chăn rồi, sẽ phải tìm ra thôi, không trốn được đâu. Yếu á, yếu á, nhìn thấy mà đã dùng mình dùng mình. Đây bao nhiêu vôi bột, có ăn thua gì đâu. Rắc rắc vôi bột chết cả cây mà chả ăn thua gì với nó cả, nó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng coi như là vôi bột. Ẩn mình chờ đợi đâu rồi? Sao mà bò từ bên kia sao nhanh thế, giỏi thế. Này vôi này, vôi này, tất cả với bạn chỉ là chơi đùa. Ta sẽ phải tìm ra mai, giết mai. À giết thì không giết được, đem mày đi một nơi xa, bực ghê cơ. Trời ơi, đi đâu rồi? Phải tìm ra, phải tìm ra, tìm ra thì sẽ quất mất. Mình sẽ tìm ra cho các bạn chân lý nó phải ở đâu chứ, sao lại vô lý thế? Không có chân lý mà chỉ có vô lý thôi. Chuồn làm sao rồi mà chuồn. Có ai bị giống mình không? Nó vừa ở đây xong mà ớt quá đi. À đây rồi. Trời ơi, mất lác mất tuyết. Đây rồi. Bỏ đi nhanh thật đấy. Nãy giờ có nghe thì tớ nói gì không? Thôi, cầu xin các vị cho con xả mối. Cầu xin các vị đi đi đừng quay trở lại. Cầu xin các vị, cầu xin các vị bà chăn, con sợ bà lắm rồi. Cầu xin các vị thoát khỏi các cây của con đi được không ạ? Đây, có ai có cách nào không giúp tôi không? Tạm biệt bà chăn, tạm biệt bà chăn. Nhiều lắm, cũng còn nhiều lắm, bây giờ không biết làm nào. Vôi bột thì cũng rắc đầy, có ăn thua đâu. Bất lực.